Xin kính chào quý vị. Quý vị thân mến, công trạng lẫy lừng, tài cao trí lớn là những điều mà sử sách còn ghi về danh tướng Phạm Ngũ Lão. Ông là người làng Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Phạm Ngũ Lão thông minh, văn võ toàn tài bậc nhất, có trí lớn và đạo đức cao, nên dù xuất thân bình dân, nhưng ông đã sớm trở thành điện tiền thượng tướng quân. Uy danh đức vọng rất lớn, được hưởng ân điển đặc biệt của triều Trần. Cuộc đời và sự nghiệp của tướng quân Phạm Ngũ Lão đã trở thành huyền thoại trong lịch sử dân tộc, một minh chứng cho tư tưởng và nghệ thuật quân sự nhân dân thời nhà Trần. Ngợi ca vị tướng văn võ song toàn qua trận chiến thắng của thời nhà Trần đánh tan quân Nguyên Mông trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, sân khấu truyền hình Hải Phòng số 16 đã xây dựng và khắc họa hình tượng ông qua vở cải lương Tướng quân Phạm Ngũ Lão. Vở diễn là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, di tích Bạch Đằng Giang tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Quý vị thân mến, để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, ban tổ chức xin phép không mời khán giả tới xem trực tiếp tại khán phòng của nhà hát thành phố. Chúng tôi vẫn rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ quý vị khán thính giả qua các kênh sóng trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, kênh THP, THP Cộng và kênh phát thanh 93.7MHz. Quý vị thân mến, với sự chuẩn bị công phu tích cực của ekip sáng tạo, tác giả kịch bản, nhà văn Nguyễn Trung Hiếu, biên tập và đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, chuyển thể cải lương Đăng Minh, thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng, âm nhạc Việt Trung, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam, chỉ đạo nghệ thuật Hoàng Văn Thọ, cùng với sự tham gia biểu diễn của tập thể nghệ sĩ diễn viên đến từ đoàn cải lương Hải Phòng và các nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố. Hy vọng vở cải lương Tướng quân Phạm Ngũ Lão sẽ đem tới cho quý vị một đêm diễn với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Mở cỗ khao làng, nghiệp lớn vẻ vang, mời bà con sang chung vui dự cỗ. Loa 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 loa.
Con à, con đã học suốt đêm qua. Hôm nay mặt trời đã quá ngọn tre mà vẫn còn học. Trời đất, cứ thế này thì nó điên mất thôi. Mẹ bảo nghỉ đi một lát. Ngũ lão con. Ok mẹ. Học gì mà chăm chú thế? Con phải biết lo sức khỏe cho mình chứ. Mẹ ơi, con đọc đến đoạn Binh Thư dạy cách đánh giặc trên sông, chăm chú quá nên đã để mẹ phải lo lắng. Con ơi, con dạ. Vừa nãy con có nghe thấy tiếng loa báo không? Hôm nay nhà họ Bùi mở tiệc đãi dân làng. Hay là con cũng sang đó để chung vui, lấy đó làm gương mặt chứ. Mẹ, nhà ta họ Phạm, nhà anh Tiến họ Bùi, có họ hàng thân thích gì đâu mà sang chúc mừng, có khi lại mang tiếng là thấy sang bắt quàng làm họ đấy mẹ ơi. Mẹ biết, con trai của mẹ là người có ý chí, bao năm qua ôn luyện văn võ, là để sau này có dịp thi thố tài năng, làm nên nghiệp lớn phải đông kẻ phạm phu tục tớ. Vì mẹ nghèo con nan phận đó thôi, ngày đêm mẹ gấn Phật trời, muốn phước lành sẽ đến bên con. Nhìn mẹ hoàn kiều đôi vai, mưa nắng đồng sâu tay trái ra sàm, để con yên lòng ôn luyện sử kinh. Thấy con chăm chỉ miệt mài, lòng mẹ cũng an tâm. Cha nghĩa hiếu thân bổn phận với đời, mẹ tin là con sẽ nên danh. Mẹ ơi, là con trai sức dài vai rộng mà để mẹ phải lo lắng sớm hôm là con có lỗi. Chí làm trai là không được mềm yếu như nữ nhi thường tình. Dạ. Này, con có nghe nói gì không? Mẹ ơi, có phải mẹ muốn nói quốc công đang tuyển quân luyện binh ở làng ta không ạ? Đúng thế. Mẹ ơi, quân Nguyên Mông sau lần thất bại đầu tiên vẫn ôm hận trả thù. Dã tâm của chúng là phải chiếm bằng được nước ta. Con ơi, nếu để xảy ra chinh chiến thì muôn dân sẽ phải khổ. Giặc muốn thế, chứ ta đâu nào muốn vậy hả mẹ? Giặc muốn gây máu lửa, ta phải đem đến sự bình an. Giặc muốn ta quy thuận đầu hàng thì ta phải cho chúng nếm mùi thất bại. Mẹ ơi, mỗi thời khắc trôi qua đối với con là vô cùng quý báu. Con muốn sớm học binh thư để khi non nước cần không phụ lòng bao người mong đợi. Mẹ hiểu. Thôi được rồi, nếu con không muốn sang dự cỗ nhà họ Bùi thì trưa nay mẹ sẽ đãi con món cua đồng mẹ nấu. Dạ. Chờ mẹ nhá. Vâng ạ. Ấy chết quên, có mấy củ khoai luộc chừa trong chạn phần con ăn đi cho đỡ đói. Bữa nay thế nào mẹ cũng bắt được nhiều cua ốc. Dạ. Người ta giàu thì đãi tiệc bằng lợn gà trâu bò, còn mẹ nghèo thì mẹ chỉ đãi con bằng con cua con ốc. Thôi chờ mẹ nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ ơi, công ơn của mẹ ví như trời biển, con thề có đất trời sẽ tạo dựng được công danh. Loa 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 loa, hỡi những thanh niên trai tráng, hỡi sĩ tử gần xa, tiết chế quốc công truyền lệnh tuyển quân, ai có chí tài hãy mau mau ứng tuyển. Loa 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 loa. Tên kia, ngươi có nghe thấy tiếng loa báo không hả? Tên kia, loa kêu to như thế mà mày vẫn ngồi lì ra, tai mày điếc hả? Vào trong mà đã giọt, mau tránh đường cho quân đi. Mau tránh đường cho quân đi. Người cầm quân phải biết rõ điểm mạnh yếu của ta và giặc thì đánh thế nào mới chắc thắng.
Múa giáo non sông trải mấy thu, ba quân khí mạnh nuốt trôi châu, công danh nam tử còn vương nợ, luống thẹn tai nghe chuyện vũ hầu. Lại còn thơ với phú, mau tránh đường cho quân đi. Có tránh không? Vào, quân sắp tới mà mày vẫn ngồi ly ra đây à? Mày dám cản đường à? Mày lại dám cản đường quân đi à? Mày muốn chết mày... à? Đã thế, ông xiên cho mày một giáo. Kìa, ông làm vậy nhớ đâu nó chết thật thì sao? Không khéo lại mắc tội với quốc công. Tao chỉ đâm vào đùi nó thôi, không chết được đâu mà sợ. Trời ơi, tên này gan dạ thật, bị đâm chảy máu như thế mà nó vẫn ngồi ly ra đây. Mày gan lì thật. Đã thế, ông xiên cho mày giáo nữa. Hơn! Từ đằng xa ta đã thấy các ngươi vung giáo đâm vào đùi người kia, có chuyện gì? Dạ bẩm quận là... Dạ bẩm tiểu vương gia, tên này vừa ngồi đan sọt vừa đọc sách, tai hắn điếc hay sao mà tiếng loa báo kêu to như thế mà hắn vẫn ngồi ly ra đây ạ? Dạ đúng thế ạ, tên này mình đồng ra sát hay sao, hạ cấp đâm nó một giáo mà nó cứ ngồi lì lì ra đấy ạ. Ta trông người này rất lạ. Ta sẽ có cách làm cho người này phải lên tiếng. Lên đây. Bên kia có bao tiền đưa hết đây. Đưa đây, chúng tao tiếp. Không. Huynh đệ có sao không? Vâng, ta ra. Huynh đệ, quân cướp. Huynh đệ, ta không phải là cướp, ta đang cứu người. Xin lỗi tráng sĩ, có lẽ là do ta quá hoảng sợ. Để ta băng vết thương lại cho huynh. Không cần, ta không sao. Huynh đệ có sao không? Quốc công tiết chế tôi. Có điều gì? Có điều gì làm láo động cản trở bước quân đi? Dạ bẩm quốc công, tên này ngồi đan sọt giữa đường cản bước quân đi ạ. Dạ bẩm quốc công, tên này thật là gan lì, giáo đâm trúng đùi mà nó cứ ngồi im ạ. Dạ thưa cha, nhưng khi con gặp nguy thì ngay lập tức người này đã ra tay ứng cứu. Người đan sọt mà lại đọc binh thư à? Vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Quân sĩ, đó, hãy lấy thuốc trị thương cho tráng sĩ. Đó. Anh Nguyên. Dạ. Con hãy thay cha lệnh cho quân tạm nghỉ để ta nói chuyện với người này. Dạ. Người vẫn còn đứng chơi ra đó à? Không mau quỳ xuống ra mắt quốc công tiết chế đi. Dạ. Thảo dân là Phạm Ngũ Lão, xin kính chào quốc công ạ. Thôi, hãy bình thân. Dạ. Ngươi cứ tự nhiên nói chuyện với ta. Hãy cho ta biết ngươi quê quán ở đâu,
gia cảnh như thế nào? Dạ thưa quốc công, Thảo dân là người ở đây, làng Phù Ủng Thượng Hồng, làm nghề đan sọt. Cha Thảo dân mất sớm, mẹ lam lũ ruộng đồng, lo cho con trai, rủi mải kinh sử. Vậy à? Dạ. Người hãy cho ta biết, vì sao khi nghe tiếng loa báo thì lại không chịu tránh đường? Có phải người xem thường quân lệnh của ta, lại đến khi bị dao đâm ở đùi người vẫn thản nhiên như không hề có chuyện? Có phải chăng người giả sắt gan đồng? Dạ Thảo dân chỉ là kẻ sĩ tử tầm thường, mãi mê lo học quên ồn nào xung quanh. Có phải trong cuốn binh thư có điều gì bí mật mà người chu tâm không ké thân mình? Dạ, tùy cơ ứng biến binh thư đã dạy rành rành à? Vậy à, người nghĩ gì nói rõ ta nghe. Dạ thưa quốc công, Thảo dân nghĩ rằng người cầm quân trước hết là phải hiểu mình, nhìn ra đường tiến thoái, tùy vào hoàn cảnh mà quyết định đánh hay lui à? Hay lắm. Thế người có biết hiện nay giặc Nguyên Mông đang lăm le tiến vào nước ta thêm một lần nữa hay không? Dạ thưa quốc công, tuy ở nơi thôn giã nhưng Thảo dân cũng đã có nghe. Chính vì vậy mà Thảo dân đang cố học binh thư, luyện tập võ nghệ để chờ ngày đầu quân đấy ạ. Hay lắm. Nghe ngươi nói ta vô cùng cảm kích. Ta đang tuyển chọn người tài, ta muốn ngươi hãy cùng ta về Vạn Kiếp để luyện binh. Ý ngươi thế nào? Dạ thưa quốc công, Thảo dân rất vinh dự được ngài thu nạp, nhưng xin phép ngài Thảo dân thư lại với mẹ hiền đã ạ. Đấy, các ngươi thấy chưa, hiềm những người lấy chữ hiếu làm đầu thì đúng là người tử tế. Các ngươi nên học. Để cho tôi vào. À, không được vào, quốc công đang tiếp khách. Nhưng kẻ trai tráng kia là Phạm Ngũ Lão, con của tôi. Hãy để cho Phạm Mẫu vào. Kìa mẹ. Dạ thưa cha, đây chính là thân mẫu của Phạm huynh. Dạ thưa mẹ, đây chính là ngài quốc công Tiết Chế ạ. Thưa quốc công, giả đây không biết dạy con, để nó gây ra điều thất thố. Xin vui lạy quốc công. Thương cánh nghèo mẹ quá còn côi, mãi lo nó đói mặt tôi việc nhà nông, nên đắc tội với quốc công. Miền quê xa không tường luật lệ, tôi tình kia xin gánh thế con thờ, có một con hơi quá nuông chiều. Lau mẫu quá lời huynh ấy dội dàng, đang mặt một tấm nam trang. Lão mẫu theo nuôi dạy con mình, Ngũ Lão rồi sẽ công toại danh thành. Nước nhà cần tráng anh kia cùng tranh vác giang san. Dạ thưa mẹ, con đã được quốc công thu nạp, con chờ mẹ về để báo tin vui đấy ạ. Ôi con ơi, mẹ. Như thế thì mừng quá con ơi. Dạ. Thế nào, Lão Mẫu có đồng ý cho Ngũ Lão đi cùng ta hay không? Thưa quốc công, hạ dân tuy nghèo chân lấm tay bùn, nhưng cũng biết được việc nước non là hệ trọng. Dành tiếng quốc công, muôn dân đều kính phục. Này Ngũ Lão được theo ngài là phúc phận của Phạm gia. Ngũ Lão, dạ. Quỳ xuống đây cùng mẹ mà đội ơn quốc công đi. Đội ơn quốc công à? Kìa, Lão Mẫu, bà đừng làm như vậy. Bà hãy bình thân. Đội ơn quốc công. Quân sĩ, lệnh ta truyền, hãy sửa lại ngôi nhà siêu vẹo cho Lão Mẫu, để Ngũ Lão yên tâm lo việc quân binh. Xin tuân lệnh. Dạ. Đội ơn quốc công. Nào, Ngũ Lão, dạ. Hãy cùng ta lên đường về Vạn Kiếp. Dạ. Thảo dân xin tuân lệnh.
Phạm Ngũ Lão, Phạm Ngũ Lão, viên tướng trẻ của nước Đại Việt à, lần trước đã lãnh cho ta tan tác tại Trương Dương, may mắn lắm mới không bị rơi lầu khi rút quân cùng thái tử à. Các người phải lấy đó là bài học, lần này không thể để rơi vào tay viên tướng trẻ Phạm Ngũ Lão. Các người rõ chưa? Rõ chưa? Tướng quân Lý Quán, dạ, đó là vì ta tiếp ứng chậm. Hôm nay ta có mặt tại đây để xem chúng có tài cán gì. Dạ, thưa ngài tả thừa, hẳn ngài còn nhớ rằng cũng trên lớp lại à, năm xưa tướng quân Ngột Lương Hợp Thai của ta là người thế nào chứ? Danh tuấn kiệt, oai hùng bốn bể đó. Ta thiên triều à, khét tiếng lừng à, xanh à, võ ngựa truy phong bạc kia chứ là ông bà phải cúi lòng thuần phục tướng nguyên à, mông à. Ấy thế mà võ công dục đòi nơi đây có mau tìm đường chặn trôn trước quân nhà Trần. Ta giờ có mấy chục vạn tinh binh kéo sang vừa hận dục cuộc chưa đông xa lành, có mau mau mà lui à, binh à. Không, không thể như thế được. Lần này Trấn Nam Vương và bọn ta quyết lấy đầu một vô tôi Trần Triều cùng toàn dân Đại Việt, dạ, để rửa mối nhục cho Đại Nguyên. Thưa ngài, nhưng chúng ta đã mấy lần lại bại à, ta có cảm giác rằng quân ta như cá rơi vào giọ. Nơi đây địa thế hiểm trở, nếu có phục kích ta e rằng không sao. Lưỡi kiếm của ta đang rung lên vì khát máu. Nào, vua tôi Trần Triều đâu? Hãy đến đây mau! Có phục kích! Thank you.
Kìa, Tiểu Vương gia, Tiểu Vương gia, người có sao không? À, ta không sao đâu. Kìa, Tiểu Vương gia, để ta băng bó vết thương cho đệ nào. Ta không sao mà. Tiểu Vương gia, ta không sao. Lại đây, Tiểu Vương gia. Tiểu Vương gia, sao trên người đệ lại có mùi thơm của hương bưởi? Thì ta là quận chúa mà. Sao? Đệ là quận chúa à? Thưa tiểu dạ thưa quận chúa, hạ tướng đâu dám ạ. Ôi da, kìa, quận chúa, ta đau quá. Quận chúa, người có sao không ạ? Quận chúa, tướng quân, dạ, người hãy nghe ta ra lệnh. Dạ thưa quận chúa, hạ tướng đang nghe đây ạ. Người hãy dìu ta, đưa ta về dinh chung chữa thương. Thưa quận chúa, nhưng ở đây còn rất nhiều tướng sĩ khác. Nhưng ta chỉ muốn một mình tướng quân đưa ta về. Nhưng thưa quận chúa, vậy còn vết thương của quận chúa thì sao ạ? Ta đã tự băng bó, không nguy hiểm gì đâu. Dạ, nếu vậy hạ tướng sẽ đưa quận chúa về ạ. Quận chúa, hiện nay các tướng Lý Quán, Lý Hằng đã phải đền tội, cả vùng này đã tạm yên. Những nơi khác, quân Nguyên Mông cũng đang rúng động. Tướng quân, dạ, ta muốn được nghỉ ngơi thư giãn đôi chút, để quên đi những lúc sông trần hiểm nguy. Hạ tướng thật là vô ý, cứ ngỡ người là Tiểu Vương gia, nhưng có ngờ đâu. Nhưng mà ta thích như vậy, bởi vì xưa nay sự vũ dũng thường chỉ dành cho các bậc mày dâu, còn thân liễu yếu đào tơ chỉ biết dâu tầm canh cười. Còn ta đã chán trường với vòng quê trướng gông, sớm tối ra vào cố kẻ đón người đưa, đâu biết ngoài kia bao chuyện nắng mưa. Các chi cánh chim bị nhốt nơi lồng son cấm, luôn khao khát bay xa đến tận cuối chân trời. Ngắm tỉ thảo kỳ hoa, cảnh sắc tuyệt vời, được tha hồn mộng mơ theo cơn gió. Tiếng nhạc lời ca bỗng trầm ru say. Quận chúa, nay quận nương tài kiếm không có kém gì nam nhi, chiến trận sông pha giặc thù khiếp oai. Nhưng đến một hôm chợt
có sự đổi thay, ta muốn soi gương tô hồng mỗi tháng. Muốn yên ẩn chốn quê phòng, muốn xa rời kiếm cùng. Quận chúa, đó là lẽ tự nhiên, quận chúa phải an lành, đâu cần phải hiểm nguy trước làn tim mũi dao. Vết thương hôm nay như ngọn gió vô tình làm rớt cánh hoa. Nhưng tướng quân ơi, ta bỗng thấy lòng mình lo sợ. Sợ cánh chia ly vì tang thương chinh chiến, và phải ra đi khi mộng mới mơ. Vết thương xuyên đùi ấy đỏ tươi máu thắm, cũng như giờ này ta nhận lấy vết thương. Hai giọt máu đào của hai kẻ người dưng, sao vì mặn lại thăng hòa trong nỗi nhớ. Ân của tướng quân một mạng này ghi gắn, biết phải làm sao đền trả cho. Bổn phận của hạ tướng là phải bảo vệ bề trên à. Tướng quân, nếu như hôm nay không có tướng quân đỡ kịp đường đau của giặc, thì giờ này ta chỉ còn lại một cái xác không hồn. Lần đầu tiên thấy mình nhỏ nhoi yêu mến, thèm hơi ấm tình mái nhà ấm êm ân tình, lòng như ngàn muôn con sóng tuôn trào bao dung, muốn nói những sao đành dấu nỗi đau vào tim. Có đau chi bằng niềm thương mình còn riêng dấu, biết khinh hay trọng biết sai bấy. Quần chúa ơi, khi biết người là gái già trai, lòng hạ tướng bâng khuâng vui buồn khó tả. Mất người bạn chí giao mà gian nan nguy hiểm chia sẻ chôn xa trường. Khoảng cách thêm xa với người quận chúa Quynh Thành, hạ tướng đâu dám tự nhiên với người quê nữ. Nghi lễ buộc ràng phải giữ phần thấp cao, nhưng vòng tay chàng đã ôm lấy thân ta. Ta biết nói sao trước bao nhiêu anh nhìn chừng kia. Trước mặt quốc công ta sẵn sàng nhận lỗi, thương bạn lâm nguy mà phạm tội vô tình. Vô tư thanh thản tâm hồn, anh hồng già người rộn ràng chim muông vui hót. Nước trong yên lành hồ trong sen đỡ lung linh, bỗng đây thấy lòng chợt nghe dường như thay đổi. Có tơ duyên nào ta sẽ kết đủ tâm xuân. Hạ tướng phải giữ bề tôi cách lễ, từ nay xin dứt nghĩa để huynh kim bằng. Quận chúa ơi, bây giờ đâu chỉ mình quận chúa gặp bão giông, mà lòng hạ tướng cũng đang trong cơn bão tố.
gặp là duyên hay là oan nghiệt, ngơ ngẩn cách hồn thần biết phải làm sao. Ta đang bị thương, ngươi không đưa ta về còn đứng đó nói nhăng nói quậy, hay là để ta chết đi cho ngươi vừa lòng. Kìa quận chúa. Dạ hạ tướng tuân lệnh đưa quận chúa qua sông ạ. Nào xin mời quận chúa. Phạm ngũ lão ta bao tháng ngày theo quốc công nằm gai nếm mật, nguyện xả thân vì giã tắc giang sơn, được tỏ tường nỗi lòng của ba quân tướng sĩ, ta càng thêm vững một niềm tin, thế trận của lòng dân mới là thế trận diệt thù, gìn giữ giang sơn vững bền muôn thuở. Múa giáo non sông trải mấy thu, ba quân khí mạnh đuốt trôi châu, công danh nam tử còn vương nở, lún thẹn tai nghe truyền vũ hầu. Dạ kẻ tiểu nhân tên Ất, là gia nô của quốc công được lệnh theo hầu tướng quân. Tiểu nhân xin ra mắt tướng quân ạ. Dạ, hạ chức là quan thủ kho, xin ra mắt tướng quân ạ. Quốc công đã cho ta biết, hai người hãy đứng lên đi. Quốc công đã cho ta hay, ngươi là người rất giỏi võ nghệ, trên bộ dưới sông đều nhanh nhẹn hơn người. Vậy thì bây giờ, ngươi hãy bắt ngựa thông tin cho tất cả mọi người đều rõ, theo lệnh của quốc công thực hiện kế sách thanh giã. Thanh giã? Đúng vậy, kế sách vườn không nhà trống. Quân Nguyên tới, chúng ta hãy mai phục đánh úp, liệu tình huống không đánh được thì phải rút thật nhanh, không được đầu hàng. Nếu ai trái lệnh sẽ bị xử trảm. Xin tuân lệnh. Hai người hãy lại đây. Có tin mật báo, quân Nguyên là người rất giỏi trên lưng ngựa, đánh đến đâu chúng cướp lương thực tới đó. Vậy thì lúa ngô chưa gặt xong chúng ta phải đốt bỏ đi,
lương thảo trong nhà không dùng được thì mày hủy ngay đi, không cho chúng một miếng ăn dù là nhỏ nhất. Dạ, đây cũng là kế sách của tướng quân khi hội tướng à? Đúng vậy, làm thuộc tướng nghĩ được điều gì hay, làm được điều gì tốt đều phải trình báo lại với quốc công. Không có ngài, chúng ta không làm được điều gì cả. Theo lệnh của quốc công, người hãy vào gọi 20 quân thánh dực đến đây cùng tiếp việc. Xin tuân lệnh. Kìa, còn chuyện gì, sao ngươi vẫn chưa đi? Bẩm quốc công, kẻ tiểu nhân có một chuyện muốn xin được thư lại với quốc tướng quân ạ. Có việc gì, ngươi cứ nói. Bẩm tướng quân, các trai tráng trong làng cùng với tiểu nhân đã xung hết vào quân thánh dực, duy nhất chỉ còn có một người. Anh Giáp phải không? Anh ta chưa nhập quân à? Hiện nay anh Giáp đang là một tội nhân, đang phải trốn chui trốn lùi ạ. Dạ đúng ạ, anh ta chính là người trong vụ án oan à. Sự việc thế nào, hãy kể lại cho ta nghe. Bẩm quốc công, Đào với Giáp là đôi bạn láng giềng thân thiết, nặng nghĩa ân tình từ thuở hàn vinh. Chung nón đội đầu, chung cả lối đi, chỉ đợi ngày lễ vu quy là sẽ nên duyên chồng vợ. Thì bỗng đâu xa quan bắt cô Đào về làm lẻ, anh Giáp vì cứu người yêu mà đắc tội với quan đương chức đương quyền. Ý thế bề trên hắn vu quét tối tù, hắn bắt bà nội của Giáp đem ra phơi nắng, còn Giáp thì phải trốn lùi trốn chui. Thương bạn nghèo phải chịu cảnh vả tay, tướng quân chính trực giải nguy người nghèo ăn. Cơn quyền cấy thế cấy thần, ra ngoài kiếp dân lành điền. Vậy sao? Con kia, mày có để cho tao thằng trông gậy không thì bảo. Cứu tôi buông ra, cứu tôi với. Mày đứng lại. Cứu tôi với. Cô Đào. Ôi, anh ớt ơi. Đứng lại. Cứu em với. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Dừng tay lại. Cô Đào, có chuyện gì vậy? Anh, hắn vừa đánh em vì em không chiều theo ý của hắn ạ. Bẩm tướng quân, đây chính là tên sát quan Sở Tại, kẻ đã gây ra vụ án hai chồng đoạt vợ đó ạ. Dạ, xin kính chào điện tiền tướng quân ạ. Dạ. Xin điện tiền tướng quân xá tội ạ. Dạ, hạ chức không biết điện tiền tướng quân tới nên không kịp nghênh tiếp ạ. Xã trường. Xin điện tiền. Cô Đào. Dạ. Sự việc thế nào, hãy kể lại cho ta hay, không được gian dối một lời. Dạ vâng ạ. Dạ, hạ chức vẫn biết điện tiền tướng quân là người quang minh chính trực, còn hạ chức là xã quan cai quản cái làng này. Dạ cũng chưa biết bao giờ một lời nói dối ạ. Này, có mặt điện tiền tướng quân ở đây, nói năng phải cẩn thận, không chết cả nhà chưa. Dạ, hạ chức cai quản cái làng này, còn cô Đào kia đích thị là vợ lẽ của hạ chức ạ. Không, tôi không phải là vợ ông. Ông đã hại anh Giáp và cướp tôi về. Không được vu oan. Lao. Giải nỗi oan.
con để giam trong phòng kín, ép giao hoan phổ nghĩa Tào Khang. Nhưng con thả người chết ngay đi, chứ không để kẻ thất phu làm nhục. Có lẽ trời thương cho ngài đến kịp, bắt kẻ lộng tiền cứu người cô thế. Cô Đào, ta có thương cô mới lấy cô về làm lẽ, để cho cô được hưởng vinh hoa phú quý. Vậy mà vì cái thằng nghèo nàn cách dưới, cô lại tố cáo ta. Không, nhưng tôi chỉ muốn lấy anh Giáp. Ông đã ép duyên tôi. Mẹ, vợ thì tố cáo chồng ép duyên, vô khỉ. Ông không phải là chồng, mà là một tên ác má. Ta khá khen thay cho cô Đào can đảm, dám nói lời tố cáo kẻ tham quan. Quen thói lọc lừa lại còn ống hách ngông nghênh, đúng là một tâm địa của kẻ ngô quyền bán chức. Sự việc phơi bày ngươi còn gì chối cãi, tước mặt ngày gian người hối hận hay ra hình. Đời ơn tướng quân đã ra tay cứu vớt, cứu người con hết xa thương yêu. Xa trướng kia hãy mau mau thành thật, gian dối một đời tội chém chẳng dung tha. Dạ, bẩm điện tiền tướng quân, tướng quân là người quang minh chính trực, còn hạ chức nửa cả đời cũng chưa nửa lời nói dối. Dạ, cô đã... Thôi, ông im đi. Nếu như không có lời tố cáo của anh Ất và sự giãi bày của cô Đào, thì ông đã cáo gian cho người vô tội. Lại là cái thằng Ất. Trong khi quân Nguyên Mông đang xâm chiếm bờ cõi nước ta, gây ra bao cảnh tang tóc đau thương, già trẻ gái trai đều chung sức một lòng chống giặc ngoại xâm. Vậy mà với trọng trách làm quan như ông, ông lại đè đầu cưỡi cổ dân lành, cướp vợ hại chồng. Tội của ông ta sẽ xử nghiêm để làm gương cho kẻ khác. Quân, dạ, đánh 20 roi và cách chức xã trưởng của hắn. Giải hắn đi. Chứng minh tội hại xin biệt quân xã thôi. Đa tạ tướng quân ạ. Xin đổi ơn tướng quân. Này anh Ất. Dạ. Hãy đưa cô Đào về sum họp với anh Giáp đi. Dạ. Dạ vâng ạ. Anh Ất ơi, anh Giáp nhà em đâu rồi ạ? Cô đi theo tôi. Dạ vâng ạ. Dạ. Đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân ạ. Này, quan thủ kho hãy lại đây. Dạ. Hạ chức chờ nghe lệnh dạy của tướng quân ạ. Ta vừa nhận được tin báo, quân Nguyên đang rất thiếu lương thảo, chúng đang hoang mang lo sợ. Vậy thì ta và ông hãy ngụy trang một số kho lương thảo giả để lừa quân Nguyên. À, còn việc mật kế của ta giao cho ông thực hiện đến đâu rồi? Dạ, thưa tướng quân, hạ chức và các kỵ binh theo đúng mật kế đã bí mật mai phục chờ giặc Nguyên Mông tới. Dạ, bọn chúng sang đây lạ thổ những lạ khí hậu của ta, hơn nữa lại thiếu lương thảo đối quân, ta dễ mắc nhiều chứng bệnh lạ, thưa tướng quân. Hay, hay lắm. Đây là cách đánh làm tiêu hao sinh lực địch. Phải cho chúng biết đất này đến dễ mà khó về. Dạ, hạ chức vô cùng khâm phục tài trí của tướng quân ạ. Ông hãy gọi các thủ tướng ra đây để ta bàn việc quân cơ. Dạ. Mời các tướng. Tướng quân. Này, các thủ tướng, ngay đêm nay chúng ta phải thực hiện kế sách nghi binh, ngụy trang một số kho lương thảo giả bằng rơm rạ cỏ cây. Các tướng sĩ trong đội tinh binh đã được lựa chọn vào vị trí mai phục. Khi quân Nguyên tới, chúng ta hãy bất ngờ xông ra đánh úp, tiêu diệt giặc. Xin tuân lệnh.
các tướng sĩ đã tử trận trong lần chinh phạt trước của năm Đinh Dậu. Các tướng Lý Hằng, Lý Quán, hãy về đây phù hộ cho ta tiêu diệt nhà Trần, cai trị Đại Việt. Ta thề sẽ lấy máu của vua tôi nhà Trần rửa hận cho linh hồn của các tướng sĩ Đại Nguyên, dâng lên tổ tiên, dâng lên đất trời. Bất dân Nam phải cúi đầu thuần phục. Tâu Vương, viên tướng trẻ Phạm Ngũ Lão của nhà Trần im bóng. Các người cứ nghe đến tên tướng Phạm Ngũ Lão của nhà Trần là co đầu rụt cổ lại. Tâu Vương, phản tiếp tôi không sợ, nhưng ta cũng phải nên đề phòng, vì viên tướng Phạm Ngũ Lão của nhà Trần đã thắng trận và giết hai tướng của Đại Nguyên ta là Lý Hằng và Lý Quán. Thôi! Các người nên nhớ, Nguyên Thái Tổ Phụ Hoàng đã phong cho ta là Trấn Nam Vương. Ở chốn này, ta là vua! Dạ, xin bệ hạ tha tội. Cứ gọi ta là vương được rồi. Dạ. Nói cho ta biết, trong kho còn bao nhiêu thạch lương? Tâu Vương, hiện nay toàn thể đại quân của ta chỉ còn có 400 thạch lương thôi ạ. Dạ đúng, còn 400 thạch lương. Sao? Chỉ còn 400 thạch lương thôi sao? 400 thạch lương chỉ đủ cho đại quân ta dùng trong 2 ngày ạ. Đúng, chỉ dùng đủ trong 2 ngày thôi ạ. 400 thạch lương chỉ còn đủ dùng trong 2 ngày nữa thôi sao? 2 ngày, 400 thạch lương chỉ còn đủ dùng trong 2 ngày. Tô Vương, thần đã có cách. Thần đã cho các thuộc tướng dẫn quân đi cướp lương thảo của quân dân Trần, lui quân chinh phục Đại Việt. Và ta sẽ san bằng Đại Việt, bắt vua tôi nhà Trần phải cúi đầu thuần phục. Dám giết tòa đô Lý Hằng, Lý Quán, quét giữa tim ta nỗi đau nhục căm hờn. Phạm Ngũ Lão, ta sẽ phanh tay mi ra làm trăm mảnh. Yes! Tâu Vương, những ở trận Tây Kết, Trương Dương, Hàm Tử, Đại Nguyên ta đã bị Phạm Ngũ Lão và quan quân nhà Trần đánh cho tan nát. Thế mà khi xuất quân, tham chính vua Mã Nhi lại gầm lên: vua tôi nhà Trần có lên trời, ta sẽ đuổi lên trời, mà xuống đất thì ta theo xuống đất, lên núi ta sẽ đuổi lên núi, mà xuống biển ta đuổi ra biển. Ô Mã Nhi đã nói thì sẽ làm được. Nỗi nhục lần trước thất bại của Đại Nguyên ta rồi sẽ được rửa bằng máu vua, máu dân Đại Việt. Tâu Vương, đợt này nhờ hồng phúc của vương, ta sẽ san bằng và chiếm lấy Đại Việt. Bắt trăm họ Đại Việt quỳ xuống thần phục Đại Nguyên ta, như bao nhiêu đời thuần phục phương Bắc. Dạ dạ, cấp báo, cấp báo. Điều chi? Gây, Trình Thái Tử, quân ta có người mắc căn bệnh quái ác ở xứ này ạ. Là bệnh gì? Bệnh là bụng cứ trướng, vừa thổ vừa tả. Quân Đại Nguyên của ta đang nằm la liệt ngoài kia. Lui! Dạ! Thái tử ơi! Thái tử! Cứu chúng con với! Sao? Thái tử Điện Hạ, hãy cứu chúng con! Hiện nay các quân sĩ đói ăn, rét, dịch bệnh, không còn sức chiến đấu, đang nằm la liệt bên ngoài. Dạ, xin Thái tử Điện Hạ hãy cứu chúng con. Quân! Lôi chúng đi! Lôi ra! Vậy là quân ta không hợp với khí hậu thổ nhưỡng vùng này. Các người có cách gì trị dứt căn bệnh quái ác này không? Để nó lây lan thì sẽ rất có hại cho sức quân. Tâu Thái tử,
Thần cũng đã tìm rồi, nhưng giờ vẫn không tìm ra phương thuốc để điều trị cho quân lính à? Các thái y đâu? Tô Vương, các thái y cũng mắc bệnh thổ tả cả rồi. Cả một lũ vô dụng. Báo! Nói! Trình thái tử điện hạ và các tướng, quân ta vừa bị quân Trần đánh úp ở Kho Lương. Dạ, quân ta bị bại trận, thương vong rất nhiều ạ. Sao? Quân ta bị quân Trần đánh úp ở Kho Lương à? Đánh úp à? Phạm Ngũ Lão! Phạm Ngũ Lão! Ngũ Lão! Người dám đưa quân Đại Nguyên ta vào trận phục kích để tiêu diệt à? Tâu Vương! Kho Lương của chúng dân dạ cuộn tròn, bên trong cây lá được ngụy trang vào, đứng nhìn xa xa cứ tưởng Kho Lương. Khi quân đến nơi bất ngờ bị phục, trở tay không kịp, may nhờ quân Đông ta đánh chúng lùi. Quân Lương chưa tới còn bị giặc lừa, quân ta nguy khôn, bệnh dịch lây truyền, thừa thiếu cỏ khô, người thiếu lương ăn, lòng quân rối ren. Phải cướp bằng được Kho Lương của địch, cướp cả thuốc thang trị bệnh cho quân. Báo! Trình thái tử điện hạ, tiểu tướng đã bắt được tên quan coi kho của quân Trần ạ. Sao? Bắt được quan coi kho của nhà Trần à? Dạ. Cho vào. Được. Dạ. Cho tên quan coi kho của nhà Trần vào đây. Đi vào. Vào. À! Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Ta chỉ quỳ trước mặt vua ta và bàn thờ nhà ta, không bao giờ quỳ trước giặc. À, lão à, quỳ xuống. Chúng mày hãy nhìn đây. Sát thát. Sát thát ư? Giết ta. Chặt tay nó. Nó trong tay ta, giết lúc nào chẳng được. Tâu Vương, ta cần là cần chỗ giấu Kho Lương của nhà Trần. Được, tạm tha cho ngươi tội ngang ngược hỗn hào. Mau quỳ xuống, tạ ơn Trấn Nam Vương đi. Quỳ xuống. Ta chỉ quỳ trước mặt vua ta. Lão thật ngang bướng, ta phải giết ngươi. Tham chính, ngươi vừa ngăn ta, sao giờ lại nóng nảy thế? Tâu Vương, nhưng quan quân nhà Trần đã lừa quân ta bằng Kho Lương thảo dài, làm quân ta bị thương và tổn thất rất nhiều. Hôm nay ngươi phải đền tội. Khai mau, Kho Lương nhà Trần các ngươi giấu ở đâu? Giấu ở đâu? Kho Lương có ở mọi nơi, ở trong dân, ở trong mỗi bước quân đi. Vua ta biết rồi các ngươi sẽ xua quân sang sớm chiếm, nên đã ra lệnh cho trăm họ Đại Việt chăm lo cày cấy, tích chữ lương thảo đủ sức nuôi quân chờ giặc tới. Trước mặt ta, ngươi chớ ngang bướng cứng đầu, chỉ chuốc lấy nhục hình đau đớn. Chỉ bằng hãy ngoan ngoãn quy hàng, ta sẽ trọng thưởng. Khai nào, nói cho ta biết chỗ cất giấu lương thảo của quân Trần. Nói. Tốt nhất là các ngươi nên giết chết ta. À, ngươi không sợ chết à? Chết, chết ai không sợ, nhưng được chết hiên ngang trước mặt kẻ thù thì cũng nên chết lắm chứ. Được, ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi chết. Quân, trói hắn lại. Ha 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 ha!
đây. Hãy giết đi là xác thân này ta trả về với đất hồn ta bay bay theo hồn non nước. Con cháu dòng tiên trung kiên giữ nước để đến mai sau bền vững âu và giết chặt dây hơn. Ơn từng mảnh đất ngọn tàu ta đền trả kiêu hùng, đoàn quân xâm lăng đang trên đà bại trận, lương thảo cạn nguồn đang bối rối quân cơ. Hoát Hoan ơi, rồi ngươi chết thảm bại xác xơ, vì nơi đây là đất giữ vùi chốn quân ngoại phạm. Có ngựa nguyên mông có chuyện dung trời đất, thì đến nơi đây con bó gối quy hà quân anh hình. Bắt sống Thoát Hoan! Bắt sống Thoát Hoan! Sát thật! Sát thật! Sát thật! Hoan! Mở đường máu! Có thái tử bước sang biên giới. Bắt sống Thoát Hoan! Bắt sống Thoát Hoan! Một đạo quân lão luyện, bách chiến bách thắng, đã từng lê mọn gót chân trên các đồng cỏ thảo nguyên, trên các sa mạc bốn phương, đi tới đâu chinh phạt tới đấy, đã không biết bao nhiêu chư hầu phải cúi đầu tuân phục. Vương triều Tây Hạ, rồi vương triều nhà Tống đã có từ mấy trăm năm, nhưng chẳng mấy đã bị diệt vong. Vua tôi thấy nhau nhảy xuống sông tự vẫn. Các tướng đó, nhưng đến cái đất Đại Việt nhỏ bé như lòng bàn tay này, chưa đầy 3 năm, một đạo quân khổng lồ 50 vạn tinh binh, nhưng đều chìm trong máu lửa. Hoàn ơi là Thoát Hoan, người không xứng là thái tử đương triều, không xứng là viên tướng lừng danh Bắc Quốc. Bắt sống Thoát Hoan! Gia tăng! Gia tăng! Bắt sống Thoát Hoan! Bắt sống Thoát Hoan! Gia tăng! Gia tăng! Thái thượng! Thái thượng!
trong hang động để bảo toàn tính mạng. Thái tử, hãy chui vào đi. Bắt sống thoát hoang, bắt sống thoát hoang. Gặp người cả một lũ vô dụng. Giờ chết đi, chết đi. Cả một lũ ăn hại, không dám đối đầu với quân nhà Trần. Có do rụt cổ như một lũ súc vật. Chết đi, chết đi. Thái tử, ngài hãy bảo mong. Chết đi. Bắt xuống thoát hoàng, bắt xuống thoát hoàng. Sa thân, sa thân. Hãy dắt thái tử vào, mau. Thái tử, thái tử, mau. Sông Bạch Đằng mới thấy tổ tiên ta thật anh minh sáng suốt. Đức vương Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, vua Lê Đại Hành có tài dùng binh, quả là một địa thế hiểm trở mà trời đã ban cho Đại Việt ta. Điện Tiền tướng quân bày binh bố trận như thế này có khác gì trận địa Bạch Đằng khi xưa? Rồi đây quân Nguyên Mông cũng sẽ thảm bại như quân Nam Hán và quân Tống. Thoát Hoan cũng sẽ chịu chung cảnh như Hầu Nhân Bảo. Việc binh không nên nói trước điều gì, phải tập trung tổng lực để đánh cho giặc không còn một manh giáp. Ta cảm ơn anh Ất và các thuộc tướng đã giúp ta bày trận thủy chiến ngày hôm nay. Thế còn anh Giáp đâu? Thưa tướng quân, anh Giáp đang cùng trai tráng luyện binh bên trong, đang đợi lệnh của tướng quân ạ. Cho mời anh Giáp và tất cả các nghĩa binh vào đây. Cho anh Giáp và các nghĩa binh vào. Giáo mác cung tên thì những chiếc sọt này cũng sẽ là vũ khí chụp lên xác kẻ thù xâm lược. Nào hỡi tất cả các nghĩa binh, hãy trở về vị trí chờ lệnh của ta.
Hảo Dân xin kính chào tướng quân. Chào các tướng. Có bát trà xanh, mời tướng quân và các tướng dùng cho ấm lòng ạ. Mời tướng quân. Dạ, mời tướng quân. Dạ, mời tướng quân ạ. Bát trà xanh làm ấm lòng người trước khi ra trận. Ta cảm ơn cô Đào. Dạ vâng ạ. Đội ơn tướng quân. Tướng quân, nhờ tướng quân rộng lòng che chở nên vợ chồng Thảo Dân mới được đoàn tụ. Ân đức của tướng quân, vợ chồng Thảo Dân không bao giờ quên ơn. Kìa, hai người hãy đứng lên đi. Đa tạ tướng quân. Tướng quân, tướng quân ơi, ân đức của người như trời cao biển rộng, như đức sinh thành nặng chín chữ củ lao. Thảo Dân kẻ mắc oan tình chuốc khổ lao đao, may nhờ tướng quân ra tay cứu vớt, xin cảm Thảo Dân thoát oan khổ nhục hình. Ngài trọng nghĩa nhân mến, yêu người lương thiện, xét xử công bằng phải trái thật quang minh. Thảo Dân xin một lòng một dạ, dưới trướng của Ngài góp sức giữ giang sơn. Tướng quân ơi, được sống làm trai với biển hồ vùng vây, bão tố phong ba ba quyết sông pha, dưới làn tên mũi dao nặng gánh hai vai cho thỏa chí tang bồng. Dòng sông dòng tiên con cháu nát hồng, dù là phận nữ nhi Thảo Dân một lòng một dạ, lo lương thảo hậu cần trợ giúp ba quân. Tướng quân chính trực công bằng, trọng nghĩa trọng nhân, Thảo Dân cảm phục người quyết noi gương rèn rũa. Tướng quân một lòng vì nghĩa với giang sơn, Thảo Dân xin hết mình mà cần chúng bao quốc nga. Tốt lắm. Mà gọi từ thuở hồng hoang tất đất gian sang thắm hòa máu lệ, nối đời con cháu diệt lũ xâm lăng gìn giữ cơ đồ. Dành lại ấm no một cuộc sống mong chờ, từng lũy che xanh con đường làng rộng mở, dưới mái tranh chiều đầy ấp tiếng trẻ thơ. Để cuộc đời đầy ắp những ước mơ, cho ta được bên nhau trọn đời gắn bó, được sống cùng nhau dù đời nhiều gian khó, tình nghĩa vợ chồng nó đôi có nhau. Tướng công,
chồng Thảo Dân xin đa tạ tướng quân ạ. Ta mừng cho hai người. Dạ, Thảo Dân xin cáo lui ạ. Giỏi lắm, tướng quân Phạm Ngũ Lão. Quận chúa. Kìa, quận chúa. Việc người thì công minh tình lý, mà việc của mình thì... Kìa quận chúa, đây là nơi trần tiền. Quận chúa tới đây có điều gì dạy bảo ạ? Ta giận nhà ngươi. Hạ tướng nhớ, có làm điều gì làm quận chúa giận đâu nhỉ? Người không hiểu hay cố tình không hiểu, người có biết cũng chính vì ngươi mà phụ thân ta xuống lãnh thiên lai cũng bất ngờ, sáng ta làm con nuôi chối bỏ huyết nhục tình thân. Quốc công có ý ngài luôn sâu sắc thấu tình đạt lý, nhưng đâu biết rằng tâm tình phụ tử sẽ chia lìa đôi nơi. Tại ta kết bạn với người gái trai gần gũi tiếng đồn không hay. Kìa quận chúa, ta quận chúa ơi, từ khi ai rõ thân thơ đào, ta về quên hẳn một chàng trai luôn sát cánh chung vai, sang hèn phân chia nên thành xa cách ngăn thâm tình. Còn ta đâu thể dễ quên đi chàng trai dũng tướng văn võ tài ba giỏi giang, sống chung lương trưởng nghĩa hơn người đã cứu mang ta nặng sao cho tình nghĩa vương cho. Quận chúa ơi, dù trước hay sau, dù biển dâu thay đổi, nhưng ấn tượng đầu tiên về người bạn ấy vẫn mãi trong ta như lời giao kết ban. Sao không phải là trai để ta khỏi e dè, nếu như thường tình ta xây mơ dệt mộng thì nghiêm luật họ Trần không cho kết tóc ngoài hôn. Nếu vì ta mà nàng rời bỏ thân phận chính danh thì khiến giặc ta sẽ trở về nơi làng tiếp tục nghề đan hiếu thân cùng từ mẫu, rồi cưới một thôn dân hôm sớm ruộng đồng. Kìa quận chúa, không được, ta không đồng ý cho ngươi lấy vợ làng quê. Người tài trí như ngươi phải lấy tiểu thơ con nhà quyền quý. Quận chúa, duyên phận vợ chồng là duyên tiền định, chúng ta phải nghe theo sự sắp đặt của hóa công. Vậy nếu như ta chỉ là một cô gái bình thường thì ngươi có cưới ta không? Dù thế nào đi nữa thì quận chúa vẫn là hoàng tộc nhà Trần, ta muốn cưới cũng không thể nào cưới được. Ta hiểu rồi, dù ta có là ai đi chăng nữa thì quận chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiếm sông lướt lên diệt quân thù, chốn nguy biên nào ai lường, bình an từ xanh như một kiếp phù du, nên trong lòng nào dám mơ xa xôi, thôi chớ giận hờn chi cho đau quằn. Lệnh vừa ban ta không hiểu đó là tình cha hay luật lệ của trần gia sắc lành. Ta như chơi vui giữa dòng đời sâu đầy đắng máu thì tình thân sao bồng hoa. Muốn khóc cho vơi đi oan giận, sao cứ nghẹn ngào ngực nặng tim đau. Ta muốn hỏi người nguyên cớ tại vì sao mà vừa tận mặt người lại lạnh lùng xa cách. Chắc phụ vương muốn ta lấy chồng ngoại tộc làm dâu vùng biên với tộc trưởng biên thì. Nếu vậy thì hạ tướng chúc mừng quân chúa, người theo chồng để giữ vững biên cương. Nhưng ta chỉ muốn lấy chồng gần, quất nước nghẹn lòng mà người vẫn vô tâm. Quận chúa anh Nguyên. Anh Nguyên, con đang hờn trách ta đó à? Dạ, hạ tướng kính quốc công ạ. Phụ thân, bây giờ người đâu có còn coi con là ai nữa. Anh Nguyên, Vạn Vũ Lão, dạ, ta đang cùng hai tướng Tiết Kiêu, Giá Tượng dùng thuyền nhỏ đi đến những nơi mà tướng quân bày trận. Ta thật không ngờ tuổi trẻ ấy tài cao, trải qua bao cuộc chinh chiến gian lao. Chàng trai làng Phù Ủng ngồi đan sọt ngày nào, bây giờ đã là một viên tướng giỏi. Dạ. Thật là hồng phúc cho Phạm gia. Qua gia phả, ta mới biết Phạm tướng quân là hậu duệ tám đời của đại tướng quân Phạm Cự Lượng, một danh tướng lẫy lừng dưới trướng Đức Vua Lê. Dạ, hạ tướng cảm tạ lời khen ngợi của quốc công ạ. Đó là phúc của triều Trần ta, đã có một viên tướng giỏi. Dạ. Thần dân Đại Việt đã có tướng tài gìn giữ non sông. Thế trận giặc bây giờ đã trăm phần suy yếu. Có lẽ trận đánh dưới sông kia sẽ chấm dứt trận can qua. Đại quân Nguyên Mông lần nữa tan tành trước sức mạnh lấp bé rời non của vua dân Đại Việt đồng tâm. Lòng ta cảm phúc chào dân, trước trận đánh sau cùng nghĩ đến sự yên vững trường tồn, càng nhớ ơn tướng sĩ muôn dân. Hạ tướng biết ngài thương tướng sĩ như con, trên bậc dưới yên vẫn một dạ một lòng, đó là sức mạnh diệu kỳ, trăm họ chung sức chống ngoại xâm. Diệt giặc thát tạm biệt, ta còn việc riêng canh cánh bên lòng, chỉ có tướng quân mới đủ sức gánh gồng. Ơn của quốc công như núi tàn viên, hạ tướng đâu quán ngại thân mình, dẫu hổ huyệt long đàm hay dầu sôi lửa đỏ, ta không cần như thế,
cần sự nghĩa ân, người hãy chẳng năm bền vững với anh nguyên. Phụ thân. Dạ. Dạ thưa Quốc công, nhưng theo nghiêm luật họ Trần thì không cho kết hôn với người ngoại tộc ạ. Vì thế nên ta đã hạ anh nguyên xuống làm nghĩa nữ, là ta đã trao cho con trái tim ta đó, trao sự mến thương, trao lòng kỳ vọng cho một viên tướng trẻ tài cao đức phúc hơn người. Dạ đội ơn Quốc công ạ. Con còn cách ta sao rất bỏ mỏ thâm tình. Cha ơi con gàn suy nông nổi, đâu biết lòng cha vô bờ bên thương yêu. Ta biết từ lâu ai con đã trộm nhớ thầm thương, mà không thể nào vượt qua vòng gia phong quy ước. Chỉ có cách này mới tránh được lãnh hoàng gia, từ trong chuyện nhỏ ta xây tình người. Đội ơn cha. Chuyện xe duyên cho hai con, ta đã chọn tình, chọn nghĩa. Bây giờ ta bàn tới việc quân cơ. Dạ. Khi nước thủy triều trên sông kia rút, thì cũng là lúc giặc Nguyên Mông sẽ thảm bại quân cờ. Ba quân tướng sĩ sẽ cùng ta về Thăng Long hội yến. Xin tuân lệnh. Sông. Ta đã mắc mưu nhà Trần rồi. Ta đã mắc mưu Trần Hưng Đạo rồi. Ngài Tham Chính, Ngài Tham Chính, Ngài Tham Chính. Điều chi? Đại quân ta đã rơi vào trận địa phục kích của quân dân nhà Trần rồi. Hả? Ngài Tham Chính, Ngài Tham Chính. Điều chi? Ngài Tham Chính. Điều chi? Toàn đoàn thuyền chiến của ta đã rơi vào trận địa phục kích của quan quân nhà Trần rồi ạ. Là tướng như ngươi mà ngươi có nhìn thấy gì dưới dòng sông kia không? Hả? Làm tướng như ngươi mà tất cả các lương thảo đã bị quân nhà Trần đánh úp, ngươi có biết gì không? Dạ, xin tham tính thứ tội ạ. Ta tưởng rửa được nhục, có cái nỗi hận. 2 năm về trước, Trấn Nam Vương Thái Tử đã còn ám ảnh mãi về cái chuyện phải xui vào ông Đồng mới giữ được mạng trở về. Còn bây giờ thì thưa Ngài Tham Chính, bây giờ ta phải gấp rút thu quân rút lui để bảo toàn lực lượng, lần sau sẽ quay lại phục hận ạ. Nhưng lui đường nào? Thưa, cái đất này dễ vào nhưng khó rút, mà quân xung lại chặn đánh liên hoàn. Thái tử của ta đã phải chia làm 2 đường thủy bộ để rút quân nhằm phân tán lực lượng truy kích của chúng. Thưa Ngài Tham Chính, dù thế nào ta cũng phải dương buồm lớn để trở về bảo toàn lực lượng, hợp quân cùng với thái tử, chứ ở đây mãi sẽ rơi vào trận địa phục kích của quân nhà Trần mất. Nhưng tại sao?
tại sao giờ này vẫn chưa thấy tin gì của quân bộ mở đường tiếp ứng của Lưu Khê hả? Tại sao? Dạ. Tại sao? Tại sao thuyền lại đi chậm thế hả? Ngài tham chính, ngài tham chính, ngài có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì? Ngài có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì? Nước đang chảy xiết, mực nước đã xuống rất thấp rồi ạ. Trời ơi, nước đã xuống rất thấp và thuyền cũng đã bị mất lái rồi. Thuyền của ta, chính thuyền của ta cũng mắc vào những hàng cọc, không thể tiến lui được nữa rồi. Quân xâm lược, chúng mày không có đường thoát đâu. Ô Ma Nhi, hãy đầu hàng đi. Ô Ma Nhi, ngươi phải chết. Mẹ lũ Bắc Phương Mộng Đế Vương đã cùng đường tận thế. Đây Bạch Đằng Giang là mồ chôn quân xâm lược, thế trận hùng anh muôn ngàn cọc gỗ sừng sững vươn cao nhọn sắc. Căm hờn im ngay cặp mắt dìm lũ xâm lăng với áo mộng ngông cuồng. Đại Việt ta đâu phải là nơi các ngươi dày xéo áp đặt mưu đồ bắt buộc ngàn năm. Những trang sử oai hùng đánh đuổi giặc xâm lăng, bài học mới qua sao các ngươi không nhớ? Chân trời phía đông là giang sơn, đất Việt thiên đình an sinh, con cháu là hồng. Ôi các thuộc tướng, hãy bắt sống của Ma Nhi. Ô Ma Nhi, hãy đầu hàng đi. Ô Ma Nhi, ngươi đã bị bắt. Bắt sống Ô Ma Nhi. Hỡi ba quân tướng sĩ, hãy bắt sống Ô Ma Nhi. Trời ơi, ta thật không ngờ đại tướng Ô Ma Nhi này lại thất bại thảm hại như Thái tử Hoàng Tháo, như Hầu Nhân Bảo, xác chìm theo dòng nước. Trời ơi! Quân! Giải chúng về để quốc công định tội. Định! Quốc công tiết chế thôi. Mừng quốc công tiết chế. Ta có lời chúc mừng ba quân tướng sĩ. Từ nay, giang sơn này đã sạch bóng ngoại xâm. Dòng sông này đã ba lần trốn xác kẻ thù xâm lược. Ôi, Bạch Đằng Giang, dòng sông lịch sử, dòng sông huyền thoại sẽ mãi mãi vọng vang hồn thiêng sông núi, như tạc ghi vào sử sách ngàn năm. Hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi trăm họ muôn dân, hãy
cùng ta ca khúc khải hoàn mừng non sông đại thắng. Cải lương tướng quân Phạm Ngũ Lão. Xin được cảm ơn tập thể nghệ sĩ diễn viên đến từ đoàn cải lương Hải Phòng và các nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem sân khấu truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.